Kính thưa tập thể lớp học của Học viện Eva Sinh ạ, mình là Phạm Thị Huyền, mình là học viên của lớp học của cô giáo Thu Trang ạ. Thì hôm nay Huyền được dự cái lớp tốt nghiệp mà thật là hoành tráng như thế này thì là Huyền cũng rất là biết ơn cô giáo Thu Trang đã cho chúng mình một lớp học đào tạo thật là chuyên nghiệp ạ. Đó, thật là chuyên sâu về ngành sờ ba và ngành phun xăm nên là Huyền rất là ngưỡng mộ và rất là cảm ơn cô giáo Thu Trang rất là nhiều ạ. Thì là hôm nay được dự một cái lớp tốt nghiệp hoành tráng như thế này thì là mình rất là xúc động và rất là cảm ơn cô giáo đã cho chúng mình một lớp học thật là chuyên sâu về ngành sờ ba và ngành phun xăm, cho chúng mình một lớp học thật là xứng tầm của thế giới. Mình rất là cảm ơn cô giáo. Vâng, em cảm ơn chị Huyền đã tin tưởng đến Eva Sinh và lựa chọn Eva Sinh để là nơi mà đồng hành cùng với chị trong suốt những cái chặng đường về cái công việc mà làm đẹp ngành thẩm mỹ này. Và em chúc chị sau khi tốt nghiệp khóa K28 về là sẽ làm thật là thành công, thật đông khách hàng và sẽ luôn luôn nhớ tới Eva Sinh, và Eva Sinh sẽ luôn đồng hành cùng chị trong từ nay và mãi mãi về sau ạ. Vâng, em cảm ơn cô giáo rất là nhiều. Đây ạ, là cái cúp em gửi tặng chị để chứng nhận chị tốt nghiệp khóa này chị nhé. Vâng, em cảm ơn cô. Sếp có bó hoa tặng chị. Và em cảm ơn thầy giáo rất là nhiều ạ. Vâng, em cảm ơn thầy cô giáo. Kính chào các thầy cô giáo của Học viện Eva Sinh cùng toàn thể các bạn trong khóa phun thêu thẩm mỹ. Mình là Đỗ Hùng Phương, hôm nay mình có một số lời cảm ơn tới các thầy cô giáo tại Học viện Eva Sinh. Trước tiên là em cảm ơn cô Thu Trang, trong thời gian qua đã đào tạo em, đã cầm tay chỉ việc em từ lúc mà em chưa biết gì đến bây giờ em đã tự tin để em bước vào nghề. Em cảm ơn cô. Tiếp theo là em muốn cảm ơn thầy Binh Quang Hòe, đồng là chủ tịch của Học viện Eva Sinh, trong suốt thời gian qua đã đạo đồng hành và đào tạo em. Thầy đã bổ sung kiến thức về khóa marketing cho em để em có thể vững bước, để em tư vấn cho khách và chốt khách hàng, đồng thời là giúp em có thể có thêm những kiến thức mới về ngành phun thêu thẩm mỹ mà trước đây em chưa từng biết. Em cảm ơn thầy. Mình có đôi lời nhận xét một chút về học viên Phương. Thực sự là ngay từ đầu tiếp xúc với bạn ấy, cảm nhận được bạn ấy là một người rất là nhiệt huyết về với nghề này, rất là yêu và bạn ấy rất chịu khó rèn luyện và học tập. Thì ngày hôm nay bạn ấy đã tốt nghiệp và cầm tấm bằng cúp trên tay thì mình cảm thấy thực sự là rất là xứng đáng. Và mình chúc cho Phương khi mà mở tiệm sẽ thực sự đông khách và thành công, và mong mọi người khách hàng sẽ luôn ủng hộ Phương trong suốt những chặng đường làm đẹp. Đây là cảm ơn chị của em. Sếp có một chiếc bó hoa chúc em mở spa sẽ thành công hơn. Trong cái thời gian học thì em cũng là một người rất là chịu khó học và rất là tuyệt vời, và chúc em mở spa sẽ đông khách và cùng Eva Sinh phát triển cùng nhau, chúng ta mãi mãi bên nhau. Ok, em cảm ơn anh chị. Dạ, em là học viên online. Em đến đây tuy là hôm nay đã đến dự tốt nghiệp, trong quá trình học online thì em cảm thấy chủ tịch Hè, giám đốc Thu Trang và cô Thu Hoài là cô giáo trực tiếp dạy em, mọi người đều rất là nhiệt tình, dạy em rất là kỹ càng, và em cảm thấy là rất là vui. Mọi người đến đây giúp em đến đây học, em học hỏi rất là nhiều, em rất là vui. Em cũng mong em nhân đây em cũng xin cảm ơn thầy Hòe, cô Trang và cô Thu đã giúp đỡ em. Em học cảm thấy rất là tốt ạ. Chị là ở đâu? Chị dạ, em ở Hải Phòng ạ. À, chị là chắc là do bận việc gì mà lại phải học online? Dạ vâng, tại vì là hiện tại này nhà em cũng đang nằm ở salon tóc ạ. À, vâng. Có nên con là... nhỏ đúng không? Vâng ạ, em có con nhỏ nên là em muốn học thêm để được nâng cao tay nghề. Thế trong cái quá trình học thì là cô giáo Thu đã là người trực tiếp giảng dạy, thì là chị thấy cô giáo Thu như nào với chị? Như là chị cứ nói những cái gì mà chị cảm được, nhận được cái việc mà cô giáo Thu nói chuyện và hướng dẫn chị, để cho mọi người biết được, để chúng ta cùng lan tỏa cái tình cảm, tình yêu thương này của Eva Sinh đến cho mọi người đấy. Dạ vâng. Trong quá trình học thì cô Thu đã dạy bảo chúng em rất là nhiệt tình, dạy rất là kỹ lưỡng. Bài vở nói chung là em cảm thấy em rất là hài lòng
về cô và học viện ạ. Thế còn hôm nay sau khi được dự cái lễ tốt nghiệp và nhận cúp bằng ấy, thì chị cảm thấy cái buổi lễ tốt nghiệp này như nào? Có giống như Eva Sinh nói với chị không? Dạ, rất là đúng ạ. Mọi thứ đều trên cả tuyệt vời ạ. À, yeah. Vâng ạ. Ok, thế thì hôm nay là cũng xin kính chúc chị và lớp online là hôm nay là có một cái buổi rất là tuyệt vời, được nhận cúp bằng để về nhà cùng làm, cùng kiếm tiền cùng với Eva Sinh phát triển nhé. Dạ, vâng, okay, em chị. Xin cảm ơn. Sẽ có một bó hoa tặng chị. Ok. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Ok chị. Ok, chào mọi người. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của khóa, thì ngày hôm nay Duyên cảm ơn tới cô Trang cũng giống như cô Hạnh rất là nhiều vì đã giúp đỡ tận tình chỉ bảo cho Duyên từ những ngày đầu tiên. Duyên không biết gì và đến ngày hôm nay thì Duyên đã tự tin để có thể làm đẹp cho mọi người. Thì thực sự là cảm ơn hai cô rất là nhiều vì hai cô đã từng cầm tay chỉ cho mọi người và cũng không riêng gì mình và tất cả mọi người nữa. Vì vậy cho nên là hôm nay rất là xúc động, không biết gì nói gì hơn. Thì cảm ơn hai cô rất là nhiều, chúc hai cô thật nhiều sức khỏe và thành công hơn nữa. Và để mình vừa cống hiến cho Học viện Eva Sinh và giúp cho nhiều thế hệ các bạn làm đẹp trong tương lai khác ạ. Cảm ơn hai cô nhiều. Khi mà nghe chị Duyên chia sẻ một chút xíu về sự lựa chọn của chị đến với Eva Sinh thì mình rất là vui, bởi vì chị đã từng đưa người nhà lên chỗ Eva Sinh học nhưng mà bạn ấy lại lăn tăn lựa chọn học viện khác. Thế nhưng mà chị thì vẫn quyết tâm quay lại với Eva Sinh, và em hy vọng là sự lựa chọn này của chị cảm thấy là chị xứng đáng và chị đã chọn đúng. Chị Duyên cho một chút cái cảm nhận khi mà chị đã đến Eva Sinh và nói chuyện với vợ chồng em, và những cái gì mà Eva Sinh nói có đúng không ạ? Và thầy cô dạy chị như nào, chị cứ nói một chút để lan tỏa. Nói chung là mình thì trước đây mình làm công nhân và công việc của mình cũng khá ổn định, khi mình thực sự là mình là một người mẹ đơn thân, công việc của mình cũng đã khá ổn định, và một khi mình bước tới một cái lĩnh vực làm đẹp này, mình đã phải lăn tăn đến 5 tháng để mình quyết định để mình từ bỏ một cái công việc mà nó khá ổn định đối với mẹ con mình, nhưng mà mình muốn là một cái công việc gì đấy để nó có thể tươi sáng hơn, mình có thời gian dành cho con cái nhiều hơn và cũng có thể là kiếm được nhiều tiền hơn một chút để mình có thể chăm lo cho tương lai của mình. Và cuối cùng thì sau 5 tháng thì mình đã theo dõi trên YouTube cũng như là kết bạn với Zalo và Facebook của cả thầy và cô, và cũng được sự tư vấn của thầy và cô, và mình đã tới 3 lần trước khi mình nhập học. Vì vậy cho nên là khi mình tới mình nhập học thì thực sự là khóa học của mình mới được 2 tháng, nhưng mà đến ngày hôm nay thì mình cũng được các thầy cô là tận tình giúp đỡ và mình đã tốt nghiệp sớm cùng với các bạn. Thực sự là không biết nói gì hơn, thì Duyên chân thành cảm ơn các thầy cô rất là nhiều, không chỉ một mình đâu mà tất cả các bạn khác cũng được các thầy cô chỉ bảo tận tình như vậy. Thì hôm nay mình cảm ơn các cô rất là nhiều và hy vọng là ngày hôm nay các bạn có thể xem thấy mình nói, và hy vọng là cái lời mình nói thì cũng truyền cảm tới, cảm hứng tới cho nhiều bạn khác để có thể tới học viện của chúng ta để được các thầy cô chỉ bảo cho, để chúng ta có thể một cái nghề gì đó vững chắc trong tương lai. Ok, em chúng ta cùng cố gắng nhé. Vâng, okay, ạ. Cảm ơn chị. Ok. Cảm ơn cô nha.